Xin kính chào quý vị và các bạn. Khắp các tỉnh thành miền Trung đều đang được hưởng thời tiết dễ chịu. Ở nửa phía Bắc vì có gió đông ẩm nên trời khá nhiều mây. Ngày mai dự báo nắng chỉ xuất hiện vài tiếng vào buổi chiều. Vì vậy mà nhiệt độ cao nhất tại Đồng Hới hay là Huế sẽ là 29 đến 30 độ. Riêng với Thanh Hóa thì có lúc có mưa, nhiệt độ thấp hơn ở mức là 26 độ. Ở phía Nam miền Trung thì trời nắng cả ngày nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết sẽ là từ 31 cho tới 32 độ. Về chiều thì có gió biển thổi mát. Với khu vực Tây Nguyên thì dù không còn mưa trái mùa nữa nhưng nhiệt độ vẫn ở mức vừa phải. Cao nhất ngày mai tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa sẽ là từ 32 tới 33 độ. Chỉ riêng với Đà Lạt sẽ là 26 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa ở đây là trên 10 km và gió khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.